Xin chào quý vị và các bạn. Còn gì tuyệt vời hơn khi các bạn được xem video cảnh quê hương Việt Nam, những cánh đồng xanh bát ngát với những dạng nhãn và những trái bưởi thơm vàng trên cây. Tiếp theo tôi giới thiệu về ẩm thực quê hương Việt Nam với những vườn rau xanh. Tôi sẽ chia sẻ về kinh nghiệm sống, về sửa chữa điện thoại, điện nước trong gia đình. Tôi sẽ chia sẻ về những video về động vật quanh ta. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thích Sáng Tạo để nhận những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.